Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner 1/10 phục dựng đầy cơ bắp với một cái dàn chân Rainbow nhịp piston. Cái chiếc Winner 1/10 hôm nay chúng ta đang thấy nó được phối lại dàn chân phong cách điều khiển vừa đẹp vừa tăng cái chất hiệu năng tiện ích dụng. Vậy những món đồ chơi là gì? Chúng ta cùng xem. Phần bỏ đồng hồ được chế nhựa lại để lắp được cái đồng hồ Sonic 1/10 theo cái sở thích từ người chủ. Lợi dụng góc nhỏ ở dưới đồng hồ chính đã bắt thêm cái cô Sobi 3 nhằm đo thêm một cái vài tính năng như báo giờ, nhiệt độ và volt. Ở đây phía dưới chúng ta bắt gặp được ổ khóa thông minh được trang bị nhằm tăng cường cho con xe hơn. Động cơ được nâng cấp khá nhiều mô bên sườn cũng và phải thay thế bằng cái loại là Fast cho khả năng đánh lửa mạnh hơn. Tiếp đến ta thấy ở phần động cơ đã được thay đổi rất nhiều để tăng cường con chiến mã với cái phần lầm của quả CS đi cùng với đó là đầu bò của phần red leo để giúp chiếc xe hướng tới cái mẫu Domino để cút ngắn hành trình ra để bay nhanh hơn. Thì chúng ta thấy em ấy được trang bị tay thắng là những bản đồ chơi để tận dụng cho mình cái bình dầu rời thay đổi khi biên độ tay thắng, còn cụm con là cái bản tiếp em nhiều hiệu năng phù hợp hơn cho cái dòng con tay và phân khối lớn. Do cái động cơ được nâng cấp quá mạnh nên phải giảm nhiệt cũng được lưu ý tới, vì thế đổ các nước to hơn để tăng thêm khả năng giảm nhiệt. Phần bánh trước dày nhàng, bộ mâm 3 cây kết hợp với hãng xin làm lại cái bộ lồng đĩa bên trong. Heo là cái bản Rainbow 4 bit để xứng được tinh chỉnh phát heo và cách thế dây dầu sao cho gọn gàng đẹp nhất nhưng vẫn đảm bảo được hiệu năng. Cái dàn chân sau cũng được xây dựng lại theo cái lối điều khiển với cái phục vết S tích hợp bình dầu tăng thêm nhằm nằm bên dưới cái chân phục và thay đổi được cái độ nén là sao. Cách nhôm đồ chơi trọng lượng nhẹ kiểu dáng đẹp được đứng thứ ba gia công dành cho Winner. Tiếp đến là chúng ta thay cái phần đĩa của Nissin cái xe là 210 để ăn hết được mặt bố của con heo Fandom 20 xứng xoay ngược xuống phía dưới. Future 2 lên phong cách của quay cho làm y len ken sờ ben. Chúng ta thấy cái dòng Future 2 bên dưới đây dọn lại phong cách là quay cho làm y của bên Thái đi kèm nhiều đồ chơi đẹp kỳ hấp dẫn như phục quay S Cam Nova hay là cần sốc Cate. Đây là mẫu xe từng cúp làm nên tinh tủ hãng Honda. Mẫu đẹp Future 2 này cứ ngỡ đã bị đưa vào cái đáy một của sự quên lãng. Dưới bàn tay Baker ở bên Sóc Trăng thì con siêu phẩm bên đây đã được hồi sinh đi kèm nhiều đồ chơi cứng cáp. Phía chờ đậu lại phần niên của SL ASEAN cứng cáp với cái sự pha trộn hài hòa Cam Nova chân cầm đỏ SPS. Không quên nhắc về dòng S đầu phần đầu đen kèm với đó là sự đẹp trai. Cái mẫu xe này rất kiêu hãnh chứa phần Oppo 7 màu độc đáo, các chân phay với nhiều họa tiết tinh tế đi cùng các chân nhôm và cái niềng sao của ID. Nhiều chú ốc roti trang trí xung quanh và đốc máy và nhiều nơi dàn áo của chiếc Phil hôm nay. Chưa kể đến cửa sự cấp mặt của phục quanh X bình dầu đi cùng cái gấp sao của Nu Racin, phay của Thái Lan, cần số của Kate. Nhẹ nhàng thôi nhưng cũng tạo một vài điểm nhấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, share, subscribe.